Tuổi hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, và công việc của mình là làm về mảng thương mại, cung cấp thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm và cửa nhôm cho công trình. Và em rất vui khi được thầy ở ban quản trị xét duyệt vào nhóm. Và sở thích làm YouTube của em là làm về mảng tin tức, và rất mong nhận được sự hướng dẫn và chỉ bảo của thầy, và cũng rất mong là được cùng với các bạn ở trong nhóm chúng ta cùng chia sẻ những kiến thức bổ ích liên quan đến con đường làm YouTube và MMO. Và video hiện tại của mình chỉ ngắn gọn đấy thôi, và sau này nếu có điều kiện thì lại sẽ được cùng mọi người chia sẻ thêm. Và chúc cho thầy và tất cả các bạn